Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là vùng quê đã nổi tiếng từ bao đời nay với làng nghề truyền thống sơn dầu, sơn mài trên nứa, mang lại công việc và thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Mai, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ mỹ nghệ, cơ khí đúc, xuất khẩu và xây dựng, được thành lập từ tháng 10 năm 2000 tại Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định. Phát huy thế mạnh của làng nghề truyền thống, công ty đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, chuyên sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Năm 2011, với tầm nhìn chiến lược, Tổng Giám đốc Trần Xuân Mai quyết định thành lập Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Thành Nam. Đây là công ty con nằm trong tập đoàn Hoàng Mai. Với các mặt hàng chủ lực, sơn dầu, sơn mài, nứa ghép xuất khẩu, công ty đã thu hút và tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động trong xã và các huyện lân cận với mức lương trung bình 6 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng. Các mặt hàng của Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Thành Nam chủ yếu là hàng nứa ghép sơn dầu, sơn mài thủ công mỹ nghệ với các dòng sản phẩm chủ lực: lọ bom, khay thành lả, âu, khay vuông, khay chữ nhật, bát con. Hiện nay công ty đã chiếm lĩnh được thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt trong nhiều năm qua, công ty đã ký hợp đồng lâu dài với tập đoàn Walmart, là một trong những tập đoàn lớn của Mỹ chuyên bao tiêu sản phẩm mỹ nghệ thế giới. Riêng với sản phẩm, dù bất cứ biến động nào, người đứng đầu công ty vẫn yêu cầu các cộng sự của mình vẫn phải giữ gìn cho kỳ được vẻ đẹp thân thiện, mộc mạc như chính cây tre, cây nứa, vì đó giống như phẩm cách của con người Việt. Hội nhập sâu, những sản phẩm mỹ nghệ của làng nghề Yên Tiến, Ý Yên nói chung, Thành Nam nói riêng, vẫn là sản phẩm của người Việt, không hề bị pha lẫn với bất kỳ quốc gia nào. Đến nay, Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Thành Nam tự hào là công ty duy nhất tại địa phương Yên Tiến đưa sản phẩm truyền thống của làng nghề xuất khẩu sang thế giới, đặc biệt là Mỹ và các nước khối EU. Công ty xuất khẩu trực tiếp sản phẩm sang các nước mà không thông qua các đơn vị trung gian. Điều này giúp người tiêu dùng được mua sản phẩm với giá thành rẻ hơn, nhà sản xuất được thu lợi trực tiếp từ khách hàng của mình. Các sản phẩm xuất khẩu được sản xuất do chính nguồn nhân lực của công ty đảm nhiệm từ khâu sản xuất, tìm đối tác và tổ chức xuất khẩu. Những sản phẩm thủ công chất lượng của Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Thành Nam khi tham dự các chương trình hội chợ đã thu hút sự quan tâm, mua sắm của người tiêu dùng tại nước sở tại. Đã có nhiều hợp đồng được ký kết trực tiếp ngay tại hội chợ mà sẵn sàng bỏ qua thời gian tìm hiểu, thương thảo về giá cả. Để đáp ứng được nhu cầu và sự phát triển không ngừng của thị trường, giúp sản phẩm tiếp cận đến khách hàng nhanh hơn và giao dịch thuận tiện hơn, sản phẩm của công ty đã có mặt trên các trang thương mại điện tử uy tín, trong đó có Alibaba với lượng mua tăng cao qua các năm. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Thành Nam đã đăng ký tham gia dự án hỗ trợ truy xuất hàng hóa và phát triển xuất khẩu do Bộ Ngoại giao Việt Nam và Thương mại Australia, Quỹ Châu Á phối hợp thực hiện nhằm xây dựng ứng dụng truy xuất nguồn gốc và sàn thương mại điện tử cho các sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP để hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Thành Nam tự hào là đối tác lâu năm của tập đoàn Walmart Mỹ, chinh phục được thị trường khó tính nhất thế giới, đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc tế với các yêu cầu về tập huấn an toàn vệ sinh lao động, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, tiếng ồn, sức khỏe người lao động, mức lương bình quân nhân viên người lao động, diện tích quy mô nhà máy và xử lý nước thải công nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng và phát triển, tạo một môi trường làm việc an toàn, thuận lợi với công việc ổn định cho người lao động. Dưới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là của Chính phủ, Tập đoàn Hoàng Mai vẫn đứng vững trên trường quốc tế. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt cái gói 62.000 tỷ để kích cầu cho các doanh nghiệp. Nhưng tôi nghĩ rằng cái 62.000 tỷ đó không quan trọng bằng cái tư tưởng chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, đặc biệt là của Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tìm mọi cách và tìm mọi cơ chế để tháo gỡ cho các doanh nghiệp phát triển. Công ty Thành Nam là một trong công ty trực thuộc của Tập đoàn Hoàng Mai. Vừa qua, mặc dù đại dịch Covid-19, nhưng công ty Thành Nam vẫn sản xuất đều bình thường và thậm chí tăng 3 ca. Chính vì lẽ đó, cho nên rằng Công ty Thành Nam đã cứu cánh cho các công ty trong Tập đoàn Hoàng Mai. Chúng ta hãy tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng sẽ tìm mọi cách và tìm mọi điều kiện để tạo điều kiện và song hành, đồng hành, vạch ra đường lối để cho các doanh nghiệp chúng ta, tôi cùng các bạn, cùng chúng ta sẽ vượt qua được thời kỳ Covid-19 này. Với những nỗ lực cố gắng xây dựng Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Thành Nam nói riêng và Tập đoàn Hoàng Mai nói chung,
Những năm qua, tập thể Tập đoàn Hoàng Mai đã vinh dự đạt được Huân chương Lao động hạng 3 năm 2005, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh và nhiều bằng khen của các cấp bộ ngành từ trung ương đến tỉnh. Tổng Giám đốc Trần Xuân Mai đã vinh dự đạt được Huân chương Lao động hạng 3 nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng sáng tạo lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bằng khen của Chính phủ, nhiều bằng khen của các bộ ngành từ trung ương đến tỉnh vì những đóng góp cho sự nghiệp gìn giữ xây dựng và phát triển làng nghề truyền thống của ông, phát huy các thế mạnh của làng nghề truyền thống và mang sản phẩm đến với bạn bè quốc tế. Công ty cổ phần Mỹ Nghệ Thành Nam thuộc Tập đoàn Hoàng Mai, địa chỉ đường 10, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Số điện thoại 0228-626-2110, website thanhnamgrab.chatspot.alibaba.com. Với các sản phẩm đa dạng, chất lượng vươn tầm thế giới, chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng phát triển.